chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District. Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Cảm ơn quý vị và giới làn sóng của đài Lido còn TV trong chương trình bản tin cà phê sáng ngày hôm nay và phần này là phần cuối thôi quý vị kính à, thưa quý vị động vật hoang dã trong cái phần 3 thì lê thái cũng đưa đến quý vị thông tin một người đàn ông đã nhảy vào cái chuồng tê giác và cái thông tin cuối ngày hôm nay thì cũng là một cái thông tin về một cái loài động vật hoang dã thưa quý vị đó là con bea con gấu thưa quý vị à, như chúng ta biết thì gấu là một trong những cái động vật đúng là nó nguy hiểm nhưng mà ừ. cái số lượng mà con gấu nó tấn công người ở trong tự nhiên đó Uh, nó khá thấp so với những con động vật khác như là hổ, hổ. hoặc là voi hoặc là rắn, rắn hoặc yeah. là trăng thưa quý vị uh, con hoặc là cá sấu nữa cá sấu là một trong oh, những con yeah. động vật yeah. cũng nguy hiểm uh, gấu nếu như mà chúng ta biết cách mà chúng ta lường trước và chúng ta có những cái thao tác hành động khi mà chúng ta uh, đối diện với nó thì có lẽ là nó sẽ gây chúng ta nguy hiểm nó giảm đi phần nào nhưng mà đôi lúc có những cái con gấu mà nó gọi là nó bị giống như là nó bị thú tính hóa, nó bị hoang dã dạ quá hoặc là nó bị nó bị hung dữ quá ừ. thì con người của chúng ta cũng sẽ bó tay và chính quyền ở tỉnh Trento thưa quý vị ở nước Ý nước Italy vừa qua ngày 18 tháng 4 thông báo là có một cái con gấu cái thưa quý vị vừa vồ chết một cái cô gái và cái cô này tên là Andrea Papi năm nay 26 tuổi là một cái cô gái chạy bộ trên dãy Alps hai tuần trước và cái con gấu này đã bị bắt rồi. Và cuộc truy lùng cái con này đã diễn ra sau khi mà thi thể của Papi đã được tìm thấy trong rừng núi ở Pellier vào ngày 6 tháng 4. Và Papi là người đầu tiên ở Ý bị gấu nó vô chết thời hiện đại. Trong những năm qua, không có vụ cái nào mà mà nó xảy ra như vậy rất là lâu rồi ừ. và nhiều người người ta đã, người ta đối diện với con gấu ở vùng núi này và người ta nói là gấu ở vùng này nó cũng hiền lắm nó nó hử hử nó tò mò này nó bỏ đi thôi và công tố viên khu vực cho hay rằng cái mẫu DNA lấy được từ vụ tấn công cô baby này khớp với cái con gấu cái 17 tuổi có tên là JJ Four cái con gấu này là từng tấn công hai người leo núi khác trước đây đi bộ đường dài năm 2020 đó là Yipo Fugati và một cô nữa là cái cô um, Chari Matila Đây là hai cô gái cũng bị tấn công ở năm 2020 và tuần trước thì cái con vật này đã bị, bị bị bắt thưa quý vị nhưng uh, bây giờ tòa cũng như là hành chính người ta đưa ra uh, cái quyết định là có nên là giết giết con này hay không ừ. thì đang bị một cái nhóm bảo vệ môi trường và quyền động vật phản đối rất là nhiều và hiện nay thì thẩm phán sẽ mở một cái phiên điều trần quyết định là có nên tiêu diệt con gấu này hay không vào ngày 11 tháng 5 sắp tới. Um, JT4 sinh ra ở Trento sau khi mà hai con gấu được đưa từ Slovenia tới ý vào đầu những năm 2000 thông qua một cái chương trình là Life Process đây là một cái dự án tăng cường số lượng quần thể gấu nâu đang suy giảm trong cái khu vực EU tài trợ ở vùng dãy núi Alps và hiện tại là có khoảng là 100 con gấu ở khu vực Trento này đã xảy ra những cái vụ trạm tráng chạm trán à, giữa con người và những con con gấu này à, đang ở trên đường cũng như là ở trên núi đang leo núi hoặc đang đi bộ này nọ rất là thường xuyên. Và hiện nay thì cái lệnh mà tiêu diệt hai cái con gấu nguy hiểm này là có 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 một cái con gấu nữa là mj 5 thưa quý vị. Đây là những cái con gấu đã tấn công người hồi tháng 3 và M62 đây là một cái con gấu tấn công người vào năm 2021. Và hiện nay thì cha mẹ của babi cho hay rằng là không muốn cho cái con gấu này bị giết nhưng muốn đòi lại công lý cho con có nghĩa là phải cần có sự cần phải có sự can thiệp của những người mà làm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã cũng như ừ. là những người mà lãnh đạo địa phương này những người đã đem những cái con gấu này để sinh sản và sinh tồn trong cái vùng núi này là cô đòi cái con bằng đó thôi chứ không muốn giết động vật nó thấy cũng tội nghiệp cũng quá tội thôi nhưng vâng. mà nhưng mà để nó giết người mà hại người thì cũng không nên dạ, những cái rồi. con gấu này nhưng những con nguy hiểm như thế này thì dạ. em nghĩ là con cũng phải có những cái chính sách gọi là chính như con người vậy thôi giống như con người mình mà mình giết một người nào đó tử thì hình mình hình cũng luôn. mình tử hình luôn rồi thì nhưng con mà. gấu cũng vậy thôi đúng không Ý chị Như huyền là muốn tử hình con này đúng quý không? vị <laughs> <laughs> không đó là theo luật thường thưa quý vị như không. theo luật thôi chứ như không có chứ chống, rất là yêu chống. động vật chống nhi chống nhi là chết <laughs> chống nhi là phải nhận án tử <laughs> lê thái vui quá cảm quý vị đấy. cảm ơn lê thái rất là nhiều thưa quý vị lò vi sống hầu như tất cả chúng ta cả như huyền lê thái tất cả quý vị ăn gì mình cũng hâm ở trong microwave lò vi sống của mình hết nhưng mà không phải thức ăn nào mình cũng nên để mà vô hâm lò vi sóng thì có những cái thức ăn như đi lướt qua đọc một cái bản tin này nó rất là ý nghĩa và những người chuyên gia về dinh dưỡng họ cũng nói mình không nên uh, bỏ vô trong microwave những cái món ăn thế này món ăn thứ chín đó là trứng luộc chín có vỏ hoặc không có vỏ cũng không nên bỏ vô trong lò vi sóng vì hơi ẩm nó tạo ra sự tích tụ của hơi nước cực cao. Giống như một cái nồi áp suất nhỏ thì khi nó nổ một cái rất là nguy hiểm mà khi cầm ra ăn cũng vậy thưa quý vị có thể phỏng. Và rất nguy hiểm mà muốn muốn bỏ vô trong microwave thì cắt nhỏ ra thì nó không bị nổ. Cái đó thì chắc cái này cũng nhiều quý vị cũng có kinh nghiệm và phổ biến. Nhưng mà cái thứ hai đó là một trong là sữa mẹ thưa quý vị có những người ví dụ họ để bơm sữa cho con lâu quá để lâu nó lạnh thì họ muốn hâm thì người ta những người họ nói rằng những nhà dinh dưỡng nói rằng là cái điều này tuyệt nhiên không nên hâm sữa trong lò vi sóng cũng giống như các lò vi sóng làm nóng địa thức ăn nhưng mà nó quý vị thấy nó đâu, nó đâu có làm nóng đều đâu chỗ nóng chỗ lạnh mà nhất chân mình sữa nữa chính vì vậy nếu mà những em bé hết đâu có biết đâu thành gì khi mình chỗ nóng chỗ lạnh như vậy thì làm bỏng da và miệng của những em bé từ việc da còn rất là non cái thứ ba nữa đó là thịt chế biến thưa quý vị, thịt chế biến sauces và những cái loại thứ khác, rất là nhiều thứ mà đã làm sẵn rồi giống như là um, là pork belly, đó là uh, và thịt chế biến chứa hóa chất và chất bảo quản giúp kéo dài để sử dụng thời gian của chúng. Thật không may là khi bỏ vào trong vi sóng thì nó làm tồi tệ hơn những cái chất vi khuẩn trong đó nó sẽ phát triển ra và làm hại cho sức khỏe. Cái thứ hai, cái thứ cái nữa đó là gạo thưa quý vị. Cái này là rất nhiều người tự vì gạo cơm mình cứ nấu dơ xong mình bỏ trong tủ lạnh rồi mình đem vô trong lò vi sóng microwave để mình hâm theo cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm gạo trong lò vi sóng để dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Vấn đề gạo liên quan đến sự hiện diện phổ biến của một loại vi khuẩn có sức đề kháng cao được gọi là Bacillus cereus. Trong khi giết chết những cái vi khuẩn này thì cái bào tử của nó rất là độc hại. Một số nghiên cứu xác nhận rằng khi mà bỏ gạo vô trong lò vi sóng ở nhiệt độ nóng thì nó sẽ làm gây ngộ độc thực phẩm phẩm khi mà quý vị ăn thì nó làm phát triển những cái virus này hơn nên người ta khuyên là gạo quý vị nấu ở nhiệt độ cao xong rồi để ở cái nhiệt độ ấm 140 độ F để giữ an toàn cho thực phẩm chứ đừng có bỏ bỏ vô tủ lạnh rồi ham vô trong vi sóng cái điều này như cũng có nghe một số rồi nên mình khi mình nấu cơm mình nấu ít thôi quý vị và ăn liền chứ đừng để vô tủ lạnh rồi đi hâm thì đó là một trong những cái phổ biến của dân Á Châu chúng ta là ăn cơm và cái thứ nữa là gà đó là một trong những cái loại nguy hiểm cho vào trong vi sóng tình nó có một cái môn vi khuẩn khi mà hâm vô mà hâm không đủ nó vẫn còn thì rất là hại cho cơ thể và cái nữa là rau rau như là tất cả các loại rau xanh cũng không nên hâm trong lò vi sóng thưa quý vị cụ cải đường ớt cay và nhất là trái cây thì không ai hâm ở trái cây trong lò vi sóng thưa quý vị nhưng mà có người hâm trái cây trong lò vi sóng và khoai tây nữa Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyệt. Đây là những cái mẹo khi chúng ta vào bếp chúng ta cũng nên cẩn thận mấy cái tiếp này để chúng ta không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. À, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta leo lên một cái chiếc máy bay thì ngoài cái chuyến bay bay đến an toàn đầu tiên bay lên bay xuống bay về thì nó an toàn hạ cánh cứ cánh an toàn nữa. thì cái gì quan trọng nhất ở trên máy bay ngoài thức ăn ra ngoài chỗ ngồi không có restroom <laughs> khi mà một cái máy bay thưa quý vị chở 300 người mà không có cái restroom là chị hiểu rồi đó ha là kinh khủng lắm người luôn ta đó. cũng có restroom có restroom mà restroom nó bị nó bị vóc nó bị vẽ nó bị vỡ à, thì sao chết. thưa quý vị đây là một cái thông tin ngày hôm nay Năm trong số 8 cái nhà vệ sinh trên chuyến bay chở 300 người từ Vienna tới New York đã bị hỏng. Đây là một cái trong những cái hãng máy bay là Austrian Airlines của nước Áo buộc phải quay đầu khẩn cấp thưa quý vị. Máy bay này là một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Austrian Airlines đang thực hiện một cái chuyến bay kéo dài 8 tiếng từ Vienna tới New York vào ngày 17 tháng 4 vừa qua buộc phải quay đầu khẩn cấp vì cái, uh, khi mà đang bay qua Amsterdam và phát ngôn viên của hãng hàng không này cho biết rằng là Năm trong số 8 cái toilet gặp vấn đề về kỹ thuật và không thể được xả nước được và sự cố này chưa từng xảy ra trên các chuyến bay của hãng và các hành khách bị ảnh hưởng được sắp xếp bay trên những chuyến khác và trong khi đó thì những cái toilet những cái restroom này đã được sửa và máy bay cũng đã hoạt động trở lại. Năm ngoái thì một cái chuyến bay của Delta Airlines đã gặp sự cố tràn nước nhà vệ sinh khi đang băng qua Đại Tây Dương từ Cộng hòa Séc uh, tới New York đây là một cái sự cố mà nghi là nguyên nhân do cái hệ thống lái tự động liên tục bị ngắt kết nối, thành ra nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà thoát nước của cái resum và nguyên nhân sự việc cũng đang được điều tra thưa quý vị. Hiện nay thì rất là nhiều cái cục hàng không liên bang của Mỹ đã đề xuất kiểm tra thêm các máy bay dòng boeing 787 là dreamliner vì cái vò nước của nó cũng bị rò rỉ có thể khiến nước tràn vào làm hỏng cái hệ thống máy tính quan trọng của máy bay và hiện chưa rõ là có bao nhiêu máy bay bị ảnh hưởng và vấn đề được tiết lộ sau khi một hãng hàng không giấu tên phát hiện là cái thảm bị ướt gần cái khu vực đặt cái hệ thống điện tử ở trên chuyến bay này. Ghê ha. Uh -huh. Lên trên chuyến bay mà cái toilet nó bị nhẹt, nó không có hoạt động. <laughs> 8 cái mà hết 5 cái là 300 người thi nhau mà get like <laughs> xếp hàng chắc chết xếp hàng luôn. Xếp cái đó kiểu đó nội tám cái không mà mình cũng được. đã chờ đợi rồi huống à chi hả? là là nó nó bị đai năm cái còn tám cái còn hai cái cái 3 đường, 3 đường cái. đi lên đi xuống nó rất là khó không có dễ đâu rồi Ô đứng mình... chờ đợi nó ôm anh cái sợ nhất là vấn đề về resume rất là sợ thưa quý vị ừ. và đây là một cái thông tin cuối trong ngày hôm nay mà lê thái gửi đến quý vị trong cái chương trình cà phê sáng cuối tuần à, một lần nữa thì như huyền và lê thái Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần nha. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ. Như Hiền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ Bảy tuần sau.